Nhưng mà bây giờ mình không có uống sữa nữa ha. Lát nữa mình mới uống sữa. Cô uống sữa nãy giờ nhiều lắm rồi. Nhớ ba nãy giờ uống sữa nhiều lắm rồi ha. Bây giờ mình không được uống nữa nha. Quen nè. Đó, đó thấy chưa? Cô uống nhiều đến mức mà trào ra ngoài thấy chưa? Đó, đó thấy chưa? Chắc là Không, ẩm ẩm quen lên lên quá. rồi. Chúng có nhà cần sữa không à? Ừ, con lại gì nè, con mới chịu lên. Đúng không? Ai nó chịu suốt vậy ta? Đó. Cái tội con biết tội gì không? Tội uống sữa nhiều. Uống sữa nhiều cũng là cái tội đó con. Uống vừa thôi. Uống vừa thôi. Này ba đưa lên nè. Nó nằm da ba, con muốn ngủ da ba luôn cũng được nữa. Ha. Nè. Giống như phim anh hùng da ba vậy đó. Rồi nằm thôi luôn đi. Gấp đầu lên hoài à. Rồi. Gấp đầu lên luôn, không có thành dựa luôn nữa. Ờ. Chỉ cần gấp đầu luôn thành dựa luôn nữa. Gấp chốc ra. Ra ngoài cửa luôn nữa. Rồi nhà, nhà số đi. Rồi ngóc lên luôn. Không thèm à. Không thèm luôn. Vậy đây. Đó. Ngốc luôn. Ngốc luôn. Ngốc luôn, không thèm dựa luôn. Sao không mạnh như vậy hả? Con đã mất 20 ngày thôi, không mạnh như vậy hả? Con mới được 20 ngày tuổi thôi. Mà con mạnh dữ vậy. Con thèm dựa luôn. Con thèm dựa luôn. Đẩy ra luôn. Đừng xem nhớ. Thấy chưa? Đẩy ra luôn. Để con vẽ hả? Ủa, mạnh dữ vậy hả? Cô định chơi chiêu gì đây? Chơi chiêu gì đây? Ấy, cánh ma, cô bay vô cánh ma, cô bay vô cánh ma, rồi giữ vô đây đi, cánh bay vô cánh ma luôn nè. Đó, đó, đó. Đó. Mày giữ đi, đó là mình nghiêng xuống cho mình dễ dễ rồi nè. Thôi. Lừa nó không chịu dựa rồi. Nó ngóc đầu ra hoài à. Lấy đâu mà mạnh quá. Mạnh hơn ba con 3 tháng không biết đi thiệt quá. Trời ơi. Làm đùng đùng luôn vậy á. Ba thương hả? Cái này lửa để cho ba thương con hả? Hả? Cái này lửa để cho ba thương con phải không? Nhưng mà cô uống sữa nhiều lắm rồi. Cô uống 189 rồi. Hiểu không? Bây giờ là không có được uống nữa. Quá cái 20 ngày uống 189 rồi, uống thiên hạ ta luôn rồi. Uống kiểu đó hay không xin hỏi biết nữa. Trang ơi. Chứ thôi sướng quá. Đó, nhìn cho ba nè. Ừ. Mình ba có thương không? Chắc ba thương thương chứ không có cho uống sữa nữa rồi. Lưỡi ra lưỡi. Rồi, ngủ đi nha. Ngủ đi rồi ba cho uống sữa. Nha. Nhớ ba ngủ đi ha. Ừ, ngủ đi. Mất hoàn toàn ba mẹ thức đêm với con không mà ngủ. Con ngày con ngủ ba mẹ con phải thức nữa. Con đêm con thức là mẹ thức luôn. Thôi rồi. Mốt khi nào con đi Mỹ còn ở không ra. Con chơi gì mình sống được vợ người ta đâu à. Ban ngày đi ngủ đêm mẹ thức. Ok cho đi Mỹ ở thiệt quá. Hả?
như vừa mới ở không?